Chỉ những người thông minh mới thường tự nói 10 câu này mỗi ngày. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu không ai muốn làm, vậy mình sẽ làm. Mọi chuyện cũng chưa phải quá tệ. Mình không thể hoàn thành mọi việc trong hôm nay, nhưng ít nhất thì mình đã bắt tay vào làm. Nói ít đi, làm nhiều hơn. Những người xa lạ nghĩ gì không liên quan đến mình. Biến tức giận trở thành động lực để làm việc. Những gì tôi làm được có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng nó phù hợp với tôi nhất. Lần sau, mình sẽ làm tốt hơn. Chẳng ngại ngùng gì khi nói cảm ơn người khác một cách chân thành cả. Cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ trở nên tốt hơn.